Làm nghệ thuật, sáng tạo là làm cái gì? Con đường phát triển sự nghiệp của những công việc mang tính chất sáng tạo sẽ ra sao? Tất cả đã có trong Người trong môn nghề, ngành sáng tạo nghệ thuật có gì? Đây là bài viết Gen Z, định nghĩa thế nào khi thành công không đến từ góc nhìn của thế hệ đi trước? Của tác giả Như Phạm. Còn mình là Khánh Linh, chúng ta cùng nhau bắt đầu bài viết này nhé! Khác biệt đám đông náo nhiệt thì có làm sao? Mình từng cảm thấy khó hiểu khi mà người chị thân thiết của mình lại quy y làm công ích cho một ngôi chùa Phật giáo sau khi thực hiện chuyến đi từ thiện với trường. Dù chị đang ăn nên làm ra trong lĩnh vực kinh doanh thời trang online cho giới trẻ. Một năm sau, mình nhìn thấy chị rất khác, khác từ lời ăn tiếng nói đến hành động đối nhân xử thế. Chị nở nụ cười nhiều hơn so với trước đây luôn nóng giận. Đôi lần mình thắc mắc là tại sao chị lại chọn thất nghiệp trong khi mọi thứ đang suôn sẻ cơ mà. Chị liếc nhìn mình nhẹ nhàng bảo, chị vẫn lao động đấy chứ, và phần lương chị nhận đang vượt ra xa những con số trên giấy. Đó là niềm vui, sự an lạc và thảnh thơi. Ở cái tuổi 23, bạn bè đồng trang lứa thì trưng diện những bộ quần áo mắc tiền, tìm kiếm những lối sống xa hoa. Thế nhưng mà chị lại chấp nhận buông bỏ mà khoác lên mình bộ đồ Phật tử màu nâu, cổ tay thì đầy những sợi chuỗi, miệng luôn tự giác nở nụ cười với người đối diện. Mình biết chị đang rất hạnh phúc theo cách riêng của chị. Bất ngờ tiếp đến đối với mình là từ cậu bạn trong lớp đại học nhắn tin với cả lớp. Cậu nói sẽ đi học giáo xứ để sau này dành cả cuộc đời trong nhà thờ. Mình lại thấy cậu bạn này thật là can đảm khi tự tin nhắn tin với hơn 50 con người về ước mơ khác biệt của cậu. Nhưng mà có gì sai khi cậu ấy dám thành thật và kể ra dự định khác biệt của bản thân với thế giới mà không sợ gièm pha? Có một chút xấu tính khi mình đã từng xem thường ước mơ mà không ai theo đuổi là quá tầm thường, vì nó không khiến người khác chú ý và ngưỡng mộ. Sau này khi mình đã thấm mệt với những bon chen lợi ích, mình mới nhận ra họ thật can đảm khi dám buông bỏ để làm việc có ích cho đời mà ít ai làm được. Hay nói cách khác là họ đã tự xác định lối đi của riêng mình để tìm kiếm hạnh phúc mà không lo ngại bị thế giới bỏ rơi. Mình không rõ tâm của họ đã bất biến như thế nào mà không cần chạy theo ước mơ số đông là kiếm thật nhiều tiền. Mình hạnh phúc ngay cả khi mình chọn thất nghiệp. Hôm nay lại đến lượt những người bạn thân thắc mắc và có chút xem mình là có bệnh khi mình nói ra nguyện vọng của bản thân. Nhỏ bạn bảo mình hâm khi lại có dự định sẽ đi du lịch một mình chỉ để ngắm nhìn cuộc đời và viết về nó trong vòng một tháng. Sau đó mình mặc kệ lời nói công kích tinh thần và chú tâm vào công việc viết lách. Trong quãng thời gian chấp nhận nghỉ việc để viết lách, mình đã dừng lại việc nhận xét đúng sai khi ai đó đi ngược lại với đám đông. Trước đây mình có thành công, có tiền bạc thì cũng khó mua được hạnh phúc như hiện tại là làm điều mình thích. Hơn thế, mình đã không còn lo sợ khi mà ai đó sẽ biết được mặt tối của mình. Mình cũng chẳng còn xù lông khi ai đó bảo mình là đang sống vô ích mà trước đây mình nhất định phải làm cho ra lẽ. Nếu bạn bè cùng trang lứa đều đang có thành tựu trong công việc, mình vẫn đang theo đuổi viết lách để chữa lành. Dù công việc của mình và các bạn theo đuổi là khác nhau, nhưng chung quy vẫn đang tìm kiếm hạnh phúc theo cách của riêng mình. Trong thời đại công nghệ số, nhiều thế hệ suy nghĩ Gen Z là phải năng động, nhiệt huyết theo đuổi đam mê đến cùng và chứng minh được năng lực của bản thân trước ánh nhìn của người khác. Các thế hệ trước đã mong chờ Gen Z hãy mau chóng gặt hái được thành quả do chính họ gieo trồng. Dù người khác thì chắc chắn sẽ cho rằng những Gen Z không phấn đấu, làm hết mình trong công việc là thụ động, là không có chí tiến thủ, là sai lầm. Thì rốt cuộc cảm giác của người trong cuộc mới là quan trọng nhất. Mình cho rằng lựa chọn như thế nào cũng được, định nghĩa thành công với mỗi người là khác nhau.
Ví dụ có người thành công là lương cao, nhà lầu xe hơi. Người lại chỉ muốn một tình yêu đẹp. Người lại muốn quy y. Người lại muốn trở thành một linh mục. Còn như mình là muốn được chữa lành. Mỗi khoảng thời gian chúng ta lại có những ưu tiên khác nhau về thành công thì cũng chẳng sao cả. Đừng sợ hãi vì bạn sẽ mất đi ai đó. Hãy lo sợ chỉ khi bạn đánh mất bản thân mình để cố chiều lòng người khác. Phim Coco. Trong khoảng thời gian này, chúng ta không chỉ lo sợ dịch bệnh từ bên ngoài mà còn hoang mang về tương lai từ chính bản thân. Chắc hẳn là các bạn rất áp lực khi lướt Facebook đều thấy ai cũng tài giỏi. Chúng ta tự trách bản thân vô dụng khi có những bạn trẻ ngoài tuổi đôi mươi đã lương tháng chục triệu. Tuy nhiên, dù dừng lại và tìm một điểm xuất phát mới trong cuộc sống, bạn sẽ nhận ra bản thân sẽ là ai và có nhiều năng lượng để tiến xa hơn bao giờ hết. Bất kể bao nhiêu tài năng hay nỗ lực, bất cứ điều gì cũng cần phải có thời gian. Nhưng nếu có những Gen Z năng động và muốn theo đuổi hoài bão đam mê, thì cũng có những người chỉ muốn lặng lẽ dừng việc chạy đua lại như người chị, cậu bạn của mình hay là chính bản thân mình. Vì cuộc đời của mỗi con người là mỗi bộ phim có cái kết khác nhau, nên bạn đừng áp đặt ai đó phải biên kịch lại điều dở dang của chính bạn và cốt truyện của họ. Đừng nghĩ nếu bạn coi điều này là thành công, hạnh phúc, thì người khác cũng phải nghĩ giống bạn. Thông điệp gửi đến bạn: chúng ta không kiếm tìm một mẫu số chung về thành công, mà đều đang đi tìm thành công của riêng mình. Hy vọng là các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào website của Nhà Nhện là spiderroom.com để tìm đọc thêm nhé. Và mình là Khánh Linh. Bye!